Năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5 đến 7%. Tuy nhiên, với những diễn biến kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường, nên để đạt được những mục tiêu trên, cần sự nỗ lực rất lớn từ Chính phủ, các bộ ngành và của các địa phương. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại cho các địa phương sau cuộc làm việc tại tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi và Bình Định, mới đây Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Sau khi thăm công ty may Việt Thái TNG, một số hoạt động sản xuất thương mại công nghiệp và nghe báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, những khó khăn vướng mắc mà tỉnh này đang gặp phải như điều chỉnh quy hoạch trạm biến áp 220 kV Phú Bình 2 và đường dây 220 kV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên, Bắc Giang. Một số dự án khai thác khoáng sản đề nghị cho phép tỉnh điều chỉnh một số vị trí cụm công nghiệp quy hoạch bị chồng lấn. Đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương đã trả lời, hướng dẫn tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quyền hạn và chức năng của mình. Như thống kê của chúng tôi thấy rằng trong quy định 866 có tới 42 dự án, thì 28 dự án đã cấp phép khai thác mà chính quyền nêu ấy. Đấy, còn lại những cái dự án mà chưa cấp phép trong thời gian tới đến ấy, thì đề nghị là tỉnh xem xét đúng theo quy định của luật đầu tư đấu thầu, xem xét là lựa chọn nhà đầu tư cho nó làm sao đảm bảo cái yếu tố khai thác chế biến nó mang tính chất là hiện đại và theo đúng cái quy định đấy, chứ để tránh cái tình trạng mà manh mún nhỏ lẻ. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả mà Thái Nguyên đã đạt được và yêu cầu tỉnh tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Chú trọng phát triển công nghiệp phụ trợ thế mạnh của tỉnh, hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, chú trọng xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, gắn du lịch với thương mại và xuất khẩu tại chỗ. Chú trọng phát triển logistics dựa trên tiềm năng sẵn có, củng cố phát triển các kênh phân phối hàng hóa gắn liền với phát triển thương mại điện tử. Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bắc Cạn, 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn như mưa lũ kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất và khai thác nguyên liệu phục vụ cho các dự án công nghiệp, dịch tả lợn bùng phát trên diện rộng, giá xăng dầu biến động ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế xã hội của tỉnh. Mặc dù vậy, tỉnh vẫn đạt được những kết quả khả quan. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng 5,45%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 24,5%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 16,35%, khu vực dịch vụ tăng 56%. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành của tỉnh Bắc Cạn cũng chia sẻ về những vướng mắc khó khăn và đề xuất các kiến nghị để Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ nhằm thúc đẩy công nghiệp thương mại tăng trưởng trở lại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế toàn tỉnh. Bắc Cạn thì anh có nói là tiềm năng điện gió khoảng hơn 2.000 mê vừa rồi trong kế hoạch từ 2018 được 400 mê. Đấy, và hôm nay thì tôi cũng xin bổ sung thêm ý tiếp của anh Bùi Thu Hùng ấy, liên quan cái chỗ lựa chọn nhà đầu tư ở đây thì tôi xin trao đổi lại với tỉnh một chút để cho các anh khẩn trương, chứ còn nếu chúng ta chờ cái mục 2, khoản 2, mục 3 trong cái kế hoạch 262 đấy, cũng như cái luật được lập kế hoạch sửa đổi thì các anh sẽ mất cơ hội mất. Với cái đặc thù địa hình của địa phương thì cũng khó mà có thể là phát triển những khu công nghiệp rộng lớn, cho nên là trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã chủ động trao đổi với cả bên phía Sở Công Thương và cũng kiến nghị là chúng ta tiếp tục phát triển những cái cụm công nghiệp để mà mở rộng cái năng lực sản xuất, và qua đó thì mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản, các doanh nghiệp Trung Quốc vào để phối hợp cùng với cả địa phương để chế biến những cái sản phẩm từ rừng, những cái nông sản, dược liệu từ rừng, cụ thể tinh dầu quế và các thứ vân vân, và quay trở lại tiêu thụ ở bên Nhật và Hàn Quốc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Khẩn trương triển khai thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, khoáng sản trên địa bàn, tập trung thu hút đầu tư phát triển điện gió, điện sinh khối, thủy điện tích năng phù hợp tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Khai thác chế biến sâu, chế biến tinh các khoáng sản có giá trị kinh tế là lợi thế của tỉnh. Phát triển đa dạng các loại hình thương mại phù hợp với phong tục tập quán của từng vùng miền địa phương, gồm cả thương mại truyền thống và thương mại điện tử, tích cực hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên để đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và đẩy mạnh xuất khẩu.